Có một bạn lớp 6 hỏi thầy cái bài tập liên quan tới phép tính cộng trừ nhân chia số nguyên. Bạn có chụp cho thầy hai cái lời giải và hỏi rằng cách nào làm đúng. Thì thầy đây, thầy chép lên đây rồi. Và tí nữa thầy sẽ gửi cái ảnh lên cho chúng ta cùng theo dõi xem thầy chép có đúng không. Đề bài yêu cầu là tính cái phần này này. 87 nhân với âm 56 trừ đi 56 nhân 13 trừ đi âm 35. Thế thì cách 1 của bạn, bạn tính trực tiếp cái tích này ra. Dương nhân với âm thì ra âm, xong đặt cột dọc nhân bình thường 87 với 56 ra cái số 4872. Rồi trừ đây thì bạn chép xuống đây, nhân cái tích kể ra 728. Rồi, chỗ này giữ nguyên. Sau đó trừ rồi lại trừ như thế này, tóm lại chỗ này là trừ hai số nguyên bình thường thôi. Cộng trừ hai số nguyên bình thường thì bạn ra âm 5600, đúng rồi, âm 5600. Thế sau đó trừ trừ thành cộng thì quy tắc là trừ trừ thì thành cộng. Đúng, thầy có dạy quy tắc này rồi. Và đây là cộng hai số nguyên khác dấu, âm nhiều cộng với dương ít thì kết quả ra âm. Cái này thầy cũng có quy tắc hướng dẫn rồi. Thì tóm lại làm sao đó ta cộng từ đây ra đây là được, đúng không? Đây, ra đây. Đúng, cách giải này đúng. Thế còn cách giải bên này thì sao? Bạn làm gì đây? Đề bài đang là 87 nhân âm 56 trừ đi 56 nhân 13. Xuống đây bạn biến thành 87 nhân 56. Thế đây lại thành là nhân trừ 13, âm 13. Xong đang hai dấu trừ lại thành một dấu trừ. Như vậy là từ dòng này xuống dòng này là sai cả 3 chỗ. Sai cả 3 chỗ. Và nếu chấm thi ấy, thì khi mà nhìn thấy sai cả 3 chỗ như thế này rồi thì thôi, cả bài này sai rồi. Không, có điểm bài này. Còn nếu là thầy mà làm ấy thì thầy có thể trình bày theo cách số 3 như sau. 87 nhân với âm 56 trừ đi 56 nhân 13 trừ đi âm 35 thì mình thấy cái 56 nó có vẻ giống nhau ấy, nó giống như là có thừa số chung ấy. A nhân B mà cộng A nhân C thì đặt A ra ngoài, bên trong là B cộng C. Đây là tính chất phân phối của lớp 6. Nhưng mà ở đây lại là âm 56. Thế thì mình sẽ làm thế này. 87 nhân với âm 56 là giữ nguyên. Rồi mình cộng với âm 56 nhân với 13. Tại vì âm 56 nhân 13 thì ra số âm. Xong rồi cộng như thế này thì nó vẫn thành dấu âm ở đây mà. Tức là mình ghép cái dấu âm này vào đây. Rồi trừ trừ thành cộng thì vẫn là cộng 35. Thì đến đây mình mới thấy là nó có thừa số chung là âm 56. Mình mới đặt âm 56 ra ngoài, bên trong là 87 cộng 13. Đặt thế này là theo cái quy tắc ở đây này. Chứ còn chỗ này bạn đặt sai rồi đấy. Chỗ này 35, làm gì có nhân với 56 đâu mà đặt như thế này. Từ đây xuống đây cũng sai lần 2. Đúng chưa? Thế cộng với 35 ở cuối thì chỗ này sẽ bằng âm 56 nhân với 100 cộng với 35. Thì chỗ này được ưu điểm là mình không phải nhân cột dọc như thế này, mà chỗ này thành nhân 100 thì nhẩm được là âm 5600 cộng với 35 thì bằng âm 5565. Đấy, tức là mình chuyển cái âm 56 thành âm 56 như thế này. Thì cái chỗ này này có thể giải thích thêm ra đây là gì? Khi mà người ta viết là âm AB như thế này ấy, thì được hiểu là âm A nhân với B. Hoặc cũng có thể hiểu là A nhân với âm B. Cũng có thể hiểu là âm BA. Tại vì phép nhân có tính chất giao hóa. Cái này đúng, cái này đúng, cái này cũng đúng.